Trấn Thành, Trường Giang, đòi tài sản khủng, ai nhiều tiền hơn? Có khá nhiều điểm chung trong cuộc sống, nên hai nam danh hài này luôn bị đặt lên bàn cân so sánh về gia tài. Căn biệt thự trị giá 15 tỷ của Trường Giang được anh sắm trước khi rước Nhã Phương về làm vợ, nhưng đó chỉ là một trong những tài sản của vợ chồng nam danh hài. Căn biệt thự bề thế, có vị trí đắc địa và được đầu tư làm nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình hai bên. Căn biệt thự ở Phú Quốc nằm trên vị trí ven biển, được Trường Giang đưa bạn bè và Nhã Phương tới tổ chức sinh nhật. Trường Giang còn xây sửa lại căn nhà của bố mẹ ở quê trở nên khang trang hơn. Trong khi đó, vợ chồng Trấn Thành hiện sống chung với bố mẹ ở căn nhà 3 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong video phóng sự của đài truyền hình Hàn Quốc từng ghi hình về không gian sống của vợ chồng Harry Won, Trấn Thành, không gian phòng khách được hé lộ. Nhà bếp được bố trí hiện đại và tiện dụng, tiết kiệm không gian. Các màu chủ đạo trong nhà là màu trắng. Về phương tiện đi lại, Trường Giang sắm thêm xe 7 chỗ màu trắng vào năm 2016. Anh còn có một chiếc Mercedes C300 màu đỏ quen thuộc trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngày chưa cưới, anh đã hào phóng tặng Nhã Phương xế hộp tiền tỷ. Trong đám cưới, Trấn Thành đưa cô dâu Harry Won tới địa điểm tổ chức hôn lễ bằng xe sang. Trấn Thành chỉ chọn một chiếc xế để chạy show, nhiều khi anh tự lái đến điểm ghi hình. Trấn Thành chọn một chiếc xe 4 tỷ màu trắng làm phương tiện di chuyển. Anh còn thường xuyên được mời tới dự những sự kiện ra mắt xe hơi. Các xe sự kiện của Trấn Thành và Trường Giang không hề kém cạnh nhau. Đồ chi tri của hai danh hài này khi làm đám cưới cũng khiến dân tình bàn tán. Trường Giang tổ chức lễ đính hôn với Nhã Phương tốn kém hàng trăm triệu vì độ bảo mật cao cộng với không gian tiệc ngoài biển. Trong tiệc cưới, Trường Giang là người lo mọi chi phí bữa tiệc ở khách sạn và những chiếc váy cưới thiết kế riêng cho cô dâu Nhã Phương. Ước tính đám cưới Trường Giang Nhã Phương tiêu tốn cả tiền tỷ. Trấn Thành Harry Won cũng không hề kém cạnh trong việc chi bụng tiền tổ chức ngày trọng đại. Hai cặp đôi cùng chọn một địa điểm tổ chức đám cưới. Không gian tiệc cưới sang trọng, được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi, chi phí hoa tươi tốn kém cả trăm triệu đồng. Trấn Thành còn nói đùa rằng sau đám cưới, anh không đi tuần trăng mật ngay vì còn phải cày để trả nợ. Thực tế, chi phí đám cưới dù tốn kém, nhưng chỉ là một phần trong thu nhập của vợ chồng anh. Đồ xa hoa trong tiệc cưới cho thấy kinh tế của gia đình danh hài. Bên cạnh thù lao từ việc làm MC, diễn viên, Trường Giang còn mở nhà hàng. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won có mối quan hệ thân thiết với nhà Trường Giang nên thường xuyên tới ủng hộ quán ăn của. Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ giữa đám cưới Trường Giang, Nhã Phương và Trấn Thành Harry Won. Sau khi tổ chức lễ đính hôn hoành tráng ở Hội An, Quảng Nam vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, cặp đôi Trường Giang, Nhã Phương lên kế hoạch làm tiệc báo hỷ ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Là những người khá kín tiếng chuyện cá nhân, cả Trường Giang, Nhã Phương đều chưa xác nhận cụ thể về ngày giờ, địa điểm diễn ra đám cưới. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận từ phía nhà dâu, ngày trọng đại của Trường Giang, Nhã Phương sẽ diễn ra cụ thể vào ngày 25 tháng 9. Phát hiện thú vị nhất về đám cưới của Trường Giang, Nhã Phương đó chính là có nhiều điểm trùng hợp với lễ kết hôn của Trấn Thành, Harry Won được tổ chức vào cuối năm 2016. Cùng diễn ra ở một địa điểm. Tiết lộ từ một người có mối quan hệ thân thiết với Nhã Phương, đám cưới hot nhất của showbiz Việt trong tháng 9 này sẽ được tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm có chi phí tổ chức khá đắt đỏ, nhưng lại có đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt, sẵn sàng hỗ trợ cô dâu, chú rể nếu muốn lễ cưới diễn ra riêng tư. Hiện tại, cả phía nhà trai, nhà gái đều đang phải gấp rút hoàn thiện danh sách khách mời để kịp đặt tiệc, sắp xếp vị trí ngồi và không gian cho phù hợp. Không kể các nghệ sĩ thân thiết trong làng giải trí, người thân của Nhã Phương góp mặt trong buổi tiệc vào 2 tuần nữa, dự kiến khoảng 80 đến 100 người. Địa điểm tổ chức đám cưới của Trường Giang, Nhã Phương cũng chính là nơi Trấn Thành, Harry Won tổ chức tiệc báo hỷ vào cuối năm 2016 với sự tham gia của 300 khách mời. Là người kỹ tính, trước ngày cưới, Trấn Thành và bà xã còn từng sắp xếp thời gian để đến kiểm tra công tác trang trí sân khấu, bàn tiệc, sảnh đón khách. Cùng một nhà thiết kế váy cưới. Cách đây gần 2 năm, Harry Won tin tưởng để nhà thiết kế Trung Thanh Phong chuẩn bị hai chiếc váy cưới trong tiệc báo hỷ, gồm một đầm xòe phong theo phong cách công chúa và một váy đuôi cá lộng lẫy quyến rũ. Với tông màu chủ đạo là màu trắng, Trung Thanh Phong và các cộng sự phải mất một tháng để hoàn thiện hai bộ váy. Riêng với chiếc đầm xòe phong, nhà thiết kế đã gắn 10.000 viên đá pha lê kết hợp với chất liệu gồm voan, ren. Dù giấu kín giá trị, nhưng theo một nguồn tin xác thực,
hai chiếc váy cưới đặc riêng của Harry Won có giá lên đến 10.000 đô. Ngoài chuẩn bị đồ cho Harry Won, nhà thiết kế Chung Thanh Phong cũng tự tay hoàn thiện chiếc áo dài truyền thống cho chú rể trưởng thành. Giống như giọng ca Hương Đêm Bay Xa, nhà Phương đã đặt nhà thiết kế Chung Thanh Phong may đến 3 bộ váy. Trong ngày đính hôn, nhà Phương chọn mặt đầm trắng được làm từ vải ren và lưới từ Pháp. Váy cũng được thiết kế với dáng corset nhằm định hình vòng eo, phần tà dưới, phần xòe nhẹ. Điểm nhấn ấn tượng của bộ đồ là phần họa tiết hoa ruby được thêu đầy tinh tế. Hai bộ váy để mặc trong ngày cưới sắp tới vẫn được nhà thiết kế Chung Thanh Phong và cô dâu giữ kín. Cùng lấy ngày 25 là ngày trọng đại của cuộc đời. Cách ít ngày, giới truyền thông xôn xao với tin đồn rất có thể đám cưới của Trường Giang và nhà Phương sẽ tổ chức vào khoảng ngày 24 hoặc 25 tháng 9. Nhưng với thông tin mới nhất, ngày 25 sẽ là ngày Trường Giang nhà Phương chọn lựa để về chung một nhà. Do vẫn muốn giấu kín thông tin nên Trường Giang nhà Phương chưa gửi thiệp cho các đồng nghiệp mà chỉ thông báo sơ qua với một vài nghệ sĩ thân thiết. Lễ kết hôn của trưởng thành Harry Won cũng từng diễn ra vào ngày 25, nhưng là vào tháng 12. Đó chính là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị của hai cặp đôi danh hài, diễn viên hàng đầu làng giải trí. Có ai khổ như Trường Giang, Trấn Thành, bỗng chốc thê thảm thế này sau khi kết hôn? Ngày 25 tháng 9 vừa qua, Trường Giang, nhà Phương tổ chức đám cưới, về chung một nhà sau thời gian yêu đương sóng gió. Hai tuần kể từ khi chính thức nên duyên vợ chồng, nhà Phương khiến người hâm mộ ghen tị khi được ông xã chiều chuộng, chăm sóc hết mực. Dù đã quay trở lại với công việc nhưng có thể thấy, vợ chồng danh hài xứ Quảng dính nhau như Sam trong những buổi tiệc tùng của bạn bè. Trong cuộc vui với người thân, nhà Phương cùng chị gái ngồi một góc, cổ vũ cho ông xã hát hò với bạn bè. Khá kín tiếng sau khi kết hôn, ngoài lời cảm ơn nhân dịp tròn một tuần sau đám cưới, Trường Giang nhà Phương không có bất kỳ phát ngôn nào về những hình ảnh hay tin đồn mang thai đang lan truyền. Mới đây trong buổi ra mắt một chương trình, danh hài họ Võ bất ngờ chia sẻ về cuộc sống hai vợ chồng sau khi về chung một nhà. Trường Giang cho biết từ khi lập gia đình, anh cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Danh hài cũng bày tỏ tiếc nuối khi không lập gia đình sớm hơn. Từ khi lập gia đình, cuộc sống cả hai thú vị hơn. Nếu biết trước thú vị như vậy, thì tôi đã lập gia đình từ sớm hơn rồi. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng vẫn hoạt động hai công ty riêng. Nhưng khi có quyết định về chuyện gia đình thì cả hai cùng quyết. Cả hai vợ chồng tôn trọng công việc của nhau và không can thiệp quá nhiều, Trường Giang chia sẻ. Không những thế, Mười Khó còn tiết lộ thông tin vô cùng thú vị. Nam danh hài khẳng định từ khi có vợ, anh không mang theo một đồng nào khi ra đường, vì mọi chuyện đều có trợ lý lo. Nếu có nhúc nhích gì, sẽ bị trình báo ngay lập tức. Từ ngày lập gia đình, giống như Trấn Thành, khi ra đường Trường Giang cũng không đem theo được một đồng cắt, mọi chuyện đều có trợ lý lo. Còn nếu có nhúc nhích gì là bị trình báo về bà xã ở nhà ngay. Đặc biệt ai cũng biết ở nhà Trường Giang ai là phe hơn rồi, vợ luôn thắng. Nam danh hài bộc bạch. Không riêng gì Trường Giang, Trấn Thành đã từng trải qua cảm giác tay trắng kể từ lúc lấy Harry Won. Thậm chí trước đó, đoạn clip Trấn Thành bị Harry Won sỉ nhục vì xin tiền tiêu được chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Dù diện nguyên bộ cánh hàng hiệu, nhưng giám khảo thách thức danh hài vẫn xin vợ 2 triệu trước khi đi ra ngoài lo công chuyện. Tuy nhiên, Harry Won cho biết cô đã hết tiền và phải mượn tiền quản lý để đưa ông xã. Những tưởng lấy được tiền từ bà xã là hết chuyện, nhưng Trấn Thành liên tiếp bị giọng ca anh cứ đi đi cằn nhằn. Cô cho rằng xăng xe vừa đổ hôm qua nên không cần đổ tiếp, chỉ cần 850.000 đồng đủ để sử dụng trong ngày chứ không cần nhiều hơn. 850.000 đồng hôm nay để ăn uống, vừa sức thôi, nếu không có tiền đừng ăn luôn, chứ ăn xong rồi mượn tiền người ta kỳ lắm, Harry Won dặn dò chồng. Trước lời nói của bà xã, Trấn Thành giận dỗi, lấy nhục dậy không lấy đâu. Nhưng ngày sau đó, ông xã Harry Won cũng phải câm nín khi bà xã cự cãi. Em bảo anh đi rút tiền từ tối hôm trước nhưng anh không đi. Tôi sẽ nhịn đói, xong tôi đi mượn nợ khắp nơi, gặp ai mượn đó và nói rằng vợ tôi không cho tiền tôi, tiếng xấu sẽ đồn xa, tôi sẽ cho cả thế giới biết, Trấn Thành bức xúc. Việc bỗng dưng trở thành người vô sản sau khi lấy vợ của hai danh hài nổi tiếng khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Hành động đưa hết tiền cho vợ quản lý của Trường Giang, Trấn Thành lại nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả vì quá dễ thương và tâm lý.